Vâng, xin chào tất cả các Có bạn. Chúng thêm ta cùng đến với game đấu thứ hai giữa Fnatic và Nordic City. Nordic City và Fnatic cũng như là Complex City và Newbie thì đang đánh gọi là vòng vòng wild card, seconds tranh vé để vào đánh vòng bảng AB với các remaining. 5 team seconds remaining. top 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 của top team hàng đầu thế giới hiện nay, ví dụ như Reserve Lion, Secret hay là EG, OG, bla 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 bla. Mình muốn chính xác thì mình sẽ đọc tên các team đó sau đây. OG sẽ đánh với Lion. Liquid sẽ đánh với một team nào đó sau cái vòng ba gạc này. EG đánh với Virtus Pro và Secret sẽ cũng sẽ đánh với một team. Sẽ đánh theo kiểu vòng bảng. Vòng bảng nhưng mà cũng có nhanh thắng nhanh thua. Alchemist. Bảng A và bảng B và sẽ chọn Dire ra team đội. pick. Đây nè. Đây là playoff. Đó, sẽ đánh theo kiểu chọn ra đội xếp hạng để coi là 10 seconds remaining. hai đội mạnh nhất Noxious. trong mỗi nhóm sẽ Fnatic's nằm turn to ở pick. nhánh thắng. Còn các team khác thì sẽ là ở nhánh thua. Tất cả đều là bo 3 và trận cuối cùng đó là Grand Final thì là bo 5. Thông 10 seconds tin thì được remaining. mình chắc lọc thế. 5 seconds remaining. Reserve time. Ở đây thì team Nordic GT có cho mình con hero đó là Slada, Venom và Darkseer. Còn bên phía Fnatic chọn ra cho mình đó là VS, Bad Raider cũng như là Alchemist. Con Alchemist này, ủa enough rồi mà vẫn còn còn pick con Alchemist nè. Không biết 343 có đọc update chưa hay là do là chưa update vào Dota. Dire team pick. Bây giờ Radiant Manta không còn hoạt động, cái Manta, cái Lucian không còn hoạt động cái skill 3 nữa thì có vẻ hơi bắt đầu cảm giác phế cho con Alchemist này rồi á. 10 seconds remaining. Max nerf cái chiêu này luôn. Lại cái việc thay Five đổi từ 2 seconds giây xuống remaining. còn 1,5 giây gì đó trong cái chiêu này vẫn còn pick cho mình Reserve time. con Alchemist. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Night Con Stalker. Night Stalker Fanatics turn to back. do Nordic City. Alchemist. Bây giờ cảm giác farm nó không kiểu lên Radiant nữa, có thể hoàn thành lên Battle Fury hoặc búa xét để farm, tại vì bây Ten giờ thả seconds bóng remaining. Manta Radiant nó không còn hữu dụng như Five seconds ngày remaining. trước nữa. Reserve time. Dire team ban. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Runner Dire team bị ban ra cái giọng điệu cực kỳ khó chịu. Epic Center giải thưởng kỳ này là 500.000 đô la Mỹ.
Họ đánh sẽ Epicenter Moscow, 10 seconds hay còn gọi remaining. là Epicenter Moscow, Liên bang Nga. 5 seconds remaining. Phóng viên tường thuật trực tiếp, phóng viên thường trú của Pew Pew Studio tại Moscow, Liên bang Nga. Kiểu coi thời sự hay có cái màn đó. Và có Shadow Fan rồi, búp gậy xanh, một layup phải nói là khá là lạ đến từ Nordic GT. Có Venomancer, có Shadow Fan. Rất lâu rồi cái Shadow Fan có buff cho mình một cái buff vào gậy xanh thì hoàn toàn thì con Shadow Fan này rất là mạnh, nhưng mà vẫn chưa tìm thấy chiến thuật phù hợp cho con Shadow Fan này. Nó còn phải farm rất nhiều, nhưng mà khi mà có gậy xanh rồi á, ONT thì vỡ mồm chả chơi đâu. Không biết khi nào một team Việt Nam có thể đánh một cái giải trị giá tầm 100.000 đô la Mỹ. Đó là Rust King rồi. Mushi sẽ đánh Alchemist hay Rust King đây? Vậy là Rust King được chơi bởi Mushi. Việc có Venom cũng như là Darkseer thì có thể combo, phải nói là bây giờ Darkseer nha, Vacuum đặt tường ra là bây giờ tinh năm, một là Ravage. Venom đi tới từ từ, chậm rãi, bình tĩnh sử dụng ulti của mình, và lúc đó thì Shadowfen lắc cái mông nào lắc cái mông, và một pha ulti ra mà chùm lại một phát Rampage. Easy game rồi. Nếu mà combo đó kiểu ra được combo đó thì chắc chắn là một easy game cho team Nordic City. Ở đây thì Giáp Do đang cầm cho mình con Night Soccer đi support, và Khe Chú là người cầm Darkseer solo bot bên từ bên phía team Nordic. Ở đây thì điểm nhanh qua layup của hai đội, Mushi cầm World King, DJ cầm Lion, Mewon cầm Alchemist, và 43 cầm VNLAO cầm Barrier, Cinderin cầm Venomancer, Giáp Do cầm Night Soccer, Quaver cầm Shadow Fenera, cầm Slada, và Khe Rú là người cầm Darkseer ở bên phía Nordic GT. Bây giờ thì Run sẽ cố gắng sẽ giành được cho Mid One hay không? Đã phải nâng cho mình cái skill trừ giá, một pha stun 3 thành công đến từ DJ. Ở đây thì Giáp Do, một viên đánh cuối cùng của Mushi đã kết thúc được mạng của Giáp Do rồi, nhưng mà ở đây thì DJ chắc chắn cũng phải nằm lại. Nhưng mà Cinderin còn phải cẩn thận với cái pha, những pha sticky napalm thì bây giờ thì đang dí vào, đó là Cinderin. Một pha stun cuối cùng thì kết thúc được mạng đến từ bên phía của Fnatic Mushi. Bạn có thể thấy pha cuối cùng thì biết cái vẫn ăn được cái mạng đó, nên hoàn toàn để cho Red King ăn cái mạng đó, và không KS vì lượng đam gây ra là 50 giây, phải lộn 50 mỗi giây thì là 100, hoàn toàn giết được con Venomancer pha vừa rồi, không gì vội vàng cả. Khi ăn được first blood cũng như là double kill cho Mushi, hoàn toàn có thể lên cho mình cái Midas sớm. Nhưng mà ở lane bot như thế này thì Mushi khá thọt, nếu như cứ tiếp tục bị cái Amsel nó harass như thế này. Lâu rồi thì mới gặp được Shadowfen, không biết coi và có xử lý được tốt con Shadowfen này không, đã không thành công rồi.
Đấy, tiếp tục là sẽ không thành công. Một pha phải vẫy những early thì mình nên sử dụng. Ở cái level 2 cứ spam cái vẫy này trước để lấy lượng đam lớn cho mình cái đã. Với bây giờ á, các bạn có biết là những item nào nó M3 không? Cái item này nè. Rồi rồi. Đây nè. Chính xác luôn. Một cây 9 tiền. Là tức là chưa bằng hai cái cây này, chưa bằng hai cái cây này nha. Cái Orc Club với lại cái Blade of Arality thì nó cho là 10 AG cũng như là 10 strength mà tốn tới 2k tiền con này. Cái này nè. Thấy không? 15 AG với 15 strength mà chỉ có 1k9 tiền thôi. Cực kỳ hiệu quả cho con Shadow Fan luôn. Cho lượng sát ổn định. Bây giờ một sân vào khe rú. Bây giờ là anh lại tiếp tục sân đè vào khe rú vậy. Búp tóc này thì chạy. Vẫn đánh cuối cùng của DJ kết thúc được mạng của Darkseer. Và rồi nếu như phát Darkseer có thể sử dụng cái Fairy Fire thì ngon. Nhưng mà anh lại tiếc cái gì đó anh quên sử dụng. Chưa kể là cái việc cho range tầm đánh cho con Shadow Fan nữa. Shadow Fan thì tầm đánh nó không phải là dài tới 500 thì lên 630 thì cực kỳ ok, không có gì cả. Cái Dragon Lance thì 15 magi, 15 strength, một cái 9 tiền rẻ hơn hai cái này luôn á. Thật. Cinderan sẽ có phải quay lại slow để chống Ohio, có slow được hay không mới là vấn đề. Giáp Giò đang đi ra, Cinderan phải buộc phải lùi về pha vườn rồi. Đã có soul ring cho Midwan Alchemist. Không lá sa, không lá xít deny thành công rồi. Anh có smoke đã đến từ team Fnatic. Nói nhỏ thôi, team Nordic nghe bây giờ. Smoke ra đến từ hai con mà Coulson cũng chưa giáp nữa. Chưa kể Alchemist nó có thể gọi là chưa giáp Darren và Bad Rider ở đây nó slow nữa. Bây giờ mà ra làm rune thì vỡ mồm côi va. Hoặc là cũng bắt vào được con Nightstalker nếu mà hỗ trợ nhặt rune. Đây rồi, con Nightstalker đang chơi đó là đêm. Rune double damage, Cinderin. Bây giờ thì côi va. Có sân đỡ một pha sân và côi va rồi. Ở đây thì đó là còn vẫn còn một cái hex đến từ con Lion. Nhưng mà quyết định lùi về với việc bóp tóc cày cũng như là đang là trời đêm. Giáp cho đang bị stun. Đó là cái double damage nhưng mà pha vẫy cuối cùng đã kết thúc được mạng của VS đến từ Shadow Fiend. Nevermore. Không bao giờ là hơn cả. Era đánh Slada carry. Ta không nên spoil theo kiểu là bên team này smoke giống như cái việc đánh online thì các bạn không nên la làng la lớn lên như vậy để bên kia nó biết nó lùi về. Nhưng mà rốt cuộc thì VS cũng là người nằm xuống chứ không phải bên team Nordic. Đây có một cái stack ở đây. Một stack ở đây nếu mà Bad Rider kiểu tinh ý hay là may mắn gặp được thì ăn farm hai cái stack tuyệt vời. Road King đang có cho mình đó là level 5 rồi. Có lên Midas hay không? Sắp sẽ chắc có lẽ là rush, phải rush Midas cho con Road King này thôi. Có Midas cho Road King rồi. 5 phút 30 giây Midas rồi cái giày. Ăn first blood xanh cực kỳ xanh luôn. Ở đây thì Nightstalker cũng như là Darkseer. Đang cắm vào những con rít có thể block đường đến từ những con creep của bên phía Fnatic. Và block phải nói là rất là kinh dị. Có Tango anh hoàn toàn có thể cắn cái cây này mà chạy nhưng mà
con grip của bên phía Fnatic làm việc hiệu quả để giúp cho Nordic kết thúc được mạng của BS vừa rồi. Và cũng ba kiểu what the hell, grip của tôi ơi rồi. Alchemist hãy được Alchemist pha này. Bên nào muốn đứng ở đây để hít lượng level, hít cũng như là hít gọi là hít ké. Vâng, một pha Ram Ramit để có thể bắt được Lion. Và hai pha vẫy của Shadow Fan đã kết thúc được mạng của Lion ở đây. Ở đây đang thấy được là Mid One cũng như là 343 đang bị track rất là Barrider. Barrider vừa ăn xong cái cam này. Một stun tiếp tục đánh vào Ohio. Rồi sao? Giáp cho Moshi. Một stun vào giáp cho đến từ Moshi. Một pha chọc tên đè và hack, nhưng mà đã được búp tóc chạy. Không thể nào mà giết được pha vừa rồi. Alchemist thì đi mid với lại Shadow Fan thì không cần gì phải gọi là quá là sợ. Ta có thể hoàn toàn outing được cái lane mid này để từ hai bên luôn. Alchemist thì cũng chả làm gì được Shadow Fan nếu mà không có stun. Và Shadow Fan cũng chả làm gì được Alchemist. Thế thôi. Trừ khi nào có sự hỗ trợ của support thì không nói rồi. Có cái gọi là cái ward ở đây. Ở đây thì đang bắt vào lại là Ohio với từ giáp cho. Những giây cuối cùng của bóng đêm đã kết thúc được mạng của Barrider pha vừa rồi. Cinderin đang cầm cho mình đó là cái double damage. Có Ram ra đến từ giáp cho. Giáp cho có cho mình cái ulti. Âm lịch đã được lên trên người của Alchemist rồi. Farm được con Krypton sẽ đi sang đây và sử dụng cái Midas của mình. Hoặc là xuống đây. Không thèm luôn. Stack được cam hay không? Không stack được. Vì có word đây cũng như là nhớ mà không có word cũng chả stack được vì pull không thành công. Alchemist đang có cho mình đó là cái âm lịch. Thì anh hoàn toàn có thể gọi là trâu bò hơn trong combat. Cũng như là Gezo và Cinderin DJ. Và nhưng mà anh chưa có gọi là cái một bị slow rồi, đang bị cọc rắn bắn. Nhưng rồi sao, không có vây cùm. Không có vây cùm đến từ Darkseer. Darkseer không có vây cùm pha vừa rồi. Rất là đáng tiếc. Nếu như có vây cùm thì hoàn toàn có thể giữ chân được Lion. Này Shocker vào đó xuống cũng không kịp. Blink Dagger đã được lên cho Era rồi. Và Smoke đến từ bên phía Moshi Fnatic. Anh sẽ lên cho mình đó là cái giáp vàng, hay còn gọi là bằng cái scan nó phát hiện ra được rồi, hay còn gọi là Blade Mail. Có đó là đang bắt vào mid đến từ bên phía, nhưng mà Fasten 3 chả cái gì có ra vịt. Barrider đã pause rồi. Really? Lag. Puppy pause. Oh, ping jump. Ping jump. Packet loss 90%. 88% packet loss. Đây là confirm đến từ hai bên. Everyone actually. Thật sự là mọi người đều bị như vậy. Yeah. Yeah. Why? Ê.
Yes. Bây giờ pha sân 3 chả khác gì Ravage đến từ Lion như thế này, bạn có thể thấy. Tats Steel Steel ADA 90. Oh, Ravage của DJ bây giờ còn cả đó là Finger. Getting better now. Yeah, test, test. Should we try? Go, go, go. Rồi sao? Rồi có giết không mới là vấn đề. Finger và voi va rồi. À đó, Slada toàn lùi về và Fnatic cũng biết rằng chơi như thế là không đẹp nên không muốn giữ chân lại hai hero kia, mà cũng chả còn gì để giữ cả. VS nó hết mana với được cắn cái mango lên rồi. Track vào DJ, một hit, hai hit, ba hit, bốn hit, không có hit thứ tư nhưng mà đang bị slow đến từ cộng của Venom, đang có Blink cooldown nè. Nè nè nè, killing spree cho Era rồi. Ở đây thì Darkseer sẽ lên cho mình cái gọi là Mekan. Dire's structures are fortified. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Nhảm là nghề của mình rồi, cái đó là chuyện bình thường thôi. Nhảm nó thành nghề bây giờ. Vừa mới có cái sử dụng tàu thả chuối của con Venomancer, nhưng mà chả khác nào nó giết tao đi. TP về không thành công đến từ Cinderin, nâng cho mình 3 điểm cọc rồi. Barrader đang có smoke cùng với ba đồng đội của mình, trừ mid one ra vì mid one đã bị track. Không có gì gọi là bất ngờ lắm nếu như Alchemist dẫn cho mình lượng top net worth đó là 8k7 tiền. Ở đây thì thấy được Kezu. Nếu như Kezu pha này bị stun thì vỡ mồm Blink vào rồi Kezu rồi sao, trừ giáp một đánh. Có một stun, hai stun đè Mushi và cả ba bóng ba. Stun hơi uổng một tí. Ở đây thì đó là một hex ulti đến từ Koi ba ở đây. Nhưng mà DJ có chết hay không? Một pha vẫy cuối cùng. Không cần vẫy, chỉ cần đánh mà thôi. Giáp Joy vẫn chưa chết với việc đang là trời đêm, nhưng Giáp Joy đã về được. Ở đây Ohio đang bị stun đến từ Era ở phía bên sau thì ba bóng ba gần chết. Cái đánh cuối cùng của Koi ba chứ không phải là của Era đã kết thúc mạng của VS. Ở đây Mushi đang tính quay lại stun nhưng mà anh đang có cho mình hồi sinh. Rồi sao anh đã bật, đang bật cho mình cái giáp phản. Cinderin hoàn toàn có thể sử dụng slow hoặc là cái slow của Night Stalker có thể cancel được cái TP. Mà Venom pha đó sử dụng slow thì Red King cũng chết, mà không sử dụng slow thì Red King TP về thì có con Night Stalker đó. Thì Night Stalker nếu như còn Blackmail thì Night Stalker hoàn toàn có thể gọi là slow đổi mạng luôn, giết được mạng Rocky ngon hơn rất là nhiều. Sau pha combat vừa rồi, lượng network đã kéo về hẳn gần bằng không cho team Noric rồi. Lada sẽ lên cho mình cái âm lịch sớm mà thôi. Không biết sau khi gọi là feed kèo 10 kill cho Nordic, team Fnatic có gánh lại được cái kèo này hay không, và chiến thắng cho mình nó là 2-0. Và cái này hoàn toàn có nhánh thắng nhánh thua, nên team nào thua vẫn còn có cơ hội để đi vào tiếp được. Nhưng mà thua thì vẫn không bằng thắng, nên team nào cũng cần cho mình một chiến thắng hết.
Ở đây thì sẽ lên BKB cho Shadow Fan và cầm cho mình đó là cái Aegis Immortal. Nếu như càng đừng có Radiant cho Alchemist rồi. Nếu như mà càng đánh lết á thì con Shadow Fan này nó có thể chắc có cho mình cây gậy xanh. Mà nhiều khi á cái biết con Shadow Fan này không phải là chiến thuật của Nordic muốn biết đâu. Các bạn biết tại sao không? Cái pick cuối cùng á pick ở đây thì đang bắt vào đó là Mushi. Mushi bật giáp phản ulti đến từ Venom. Mushi hết cho mình ulti rồi. Rồi chạy đi đâu hả Mushi ơi? Mushi đã nằm xuống. Aegis đã mất nhưng mạng anh thì vẫn còn. Một vậy Killing Spree cho cuộc vôi và đôi khi á có thể là họ pick cho mình con Shadow Fan, nhưng có thể họ không muốn con Shadow Fan có trong team lineup của Fnatic với việc có Alchemist. Về lết á, nó búp, cái gậy xanh cho con Shadow Fan thì hoàn toàn Shadow Fan nó rất là xanh, không cần tốn slot cho cái gậy xanh con Shadow Fan. Vì cái lineup ở đây thì mid one đang bị đánh, đang tiếp tục slow rồi sao? Có Silent thì vỡ mồm rồi, Alchemist đang có thể tự sát. Không tự sát thành công thì những cái stun này tự sát được thì phải. Tại vì búp gậy xanh cho con Shadow Fan á là nó đỡ thêm được một slot. Một slot đó hoàn toàn con Shadow Fan này có thể lên một cái món đồ impact khác. Có thể là Butterfly, Scary, AC, rồi Manta, rồi các thứ mà KB nó đấm thì rất là khó chịu. Đam đã to rồi, bây giờ được búp cái gậy xanh nó to hơn, ulti nó lại cứng hơn, mạnh hơn, rồi lại cái gậy xanh nó lại giúp cho con Shadow Fan nó cứng hơn nữa. Rất là khó chịu. Búp gì caster, các bạn không hiểu ý mình nói xong rồi kêu ốc chó này nọ thế kia. Mình nói là cái pick cái vào con Shadow Fan này á là để không cho mình nó tick pick. Để hiểu ý mình không? Chứ mình đâu có nói là hiện tại thì con Shadow Fan này được búp đâu. Nói chung thì mình nói chung truyền đạt kém, các bạn không hiểu ý được mình truyền đạt là lỗi do mình. Hi hi. Đang có smoke đến từ team Fnatic. Rồi bắt ai đây? Muốn bắt vào khe rú chăng? Có bay lên đến từ Barrader nè. Lùi về của Darkseer ngay. Quá là sợ. Caster chú ý nhiều cũng chắc bình thường, không sao hết. Để coi coi mình nói đúng hay sai, nhiều khi mình nghĩ mình nói đúng. Mình cũng mới vừa hỏi câu là có thể tự sát được Alchemist không, tại mình ít chơi con này. Thì mình hỏi xem có bạn nào trả lời là có thể tự sát được. Mình đã chắc mà thấy thôi, bình thường, tại vì bây giờ cũng đang có gọi là co cùm của hai bên và không muốn combat vì Fnatic đang thọt kill. Chỉ có mới con Alchemist nó là xanh nhất bản đồ mà thôi. Việc không cho cái bóng có cái skill 3 nữa thì Alchemist bây giờ không cứ thực sự là cần lên Manta để có thể. Manta thì lên được để đẩy lên, nhưng mà Manta sẽ không phải là cái dạng item để farm hay là cái này late game, hoàn toàn có thể bỏ cái Manta đi. Đẩy lên xong mạnh thì Manta đổi một cái item khác. Radiant's top tower is under attack. Không 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 mấy bạn đó. Ở đây thì đang có gọi là chói vào Night Stalker vào giáp rồi, pha này chắc chắn nằm, không cần đến finger của Lion luôn.
Nhưng mà chủ top thì đã bị Shadowfen đẩy đổ rồi. Lượng đam của Shadowfen là cực lớn. Có lẽ Shadowfen sẽ lên cho mình cái kiếm chéo sớm mà thôi. Đang có TP ra rất nhiều. Ulti của Venomancer và cả cái Veil Discord ở đây. Có stun hay không? Anh sẽ tự stun vào mồm mình. Anh sẽ tự stun vào mồm mình. Thôi vỡ mồm rồi anh ơi. Mid one đang cố gắng vây cùm. Còi va là người kết thúc được mạng của Mid one. Và Lion của DJ cũng đã phải nằm xuống. 7-15 rồi. Hơn gấp đôi rồi. Có lẽ là sẽ là một đều nếu như cái diễn biến trận đấu nó cứ tiếp tục như thế này. Tiếp tục push. Có cái kiếm chéo cho Shadowfin rồi. Tiếp tục sử dụng ulti của Night Stalker để giảm lượng sai của bên phía Fnatic lại. Night Stalker lên cho mình cái Vladimir Furring trước chứ không phải là rush cái gậy xanh. Thường thì Night Stalker sẽ rush cho mình cái gậy xanh sớm. Nhưng mà kiểu nó mang giày bình thường không lên cái gì hết ngoài cái Iron Talon và cầm Magic Wand thôi. Lâu thì có thể có Earn of Shadow đằng cái thứ nhưng mà Night Stalker game này thì không rush gậy xanh sớm. Lên những item có thể làm trâu bò hơn cho Nordic. Một bảy. Dire's middle tower has been denied. Black SF nó cầm gậy xanh vô combat, nó vẩy ulti, nó lắc lắc cái mông một tí thôi là cả team Fnatic phải bỏ chạy hết. Đang farm đến từ Alchemist sẽ lên cho mình cái Manta, vẫn là style cũ mà thôi. Giết. Giết được con gà. Trong vòng 3 phút nữa sẽ không có Manta cho Alchemist. Really. Âm lịch đã có trên người của Rust King rồi. Radiant's top tower is under attack. Ở đây thì tiếp tục push vào top đến từ team Nordic. Radiant's top tower is under attack. Đang push, đang đẩy với việc cũng đang cầm cho mình ba ca mấy tiền hoàn toàn có thể lên những item như kiểu Butterfly MKB. Ohio đã bay lửa lên rồi nhưng mà giáp cho đã bị kéo. Ở đây thì sẽ một pha stun, stun vào giáp cho rồi sọc stun các kiểu nút đam push đam vào Night Stalker, nhưng mà Night Stalker không có cái gì trong người có thể rớt ra như gem được cả, nhưng trụ thì vẫn bị đẩy thôi. Một phút nữa sẽ cầm ra được lại cái cho Manta cho mình. Dire's middle tower is under attack. Ở đây thì Cinderella đã bị bắt, có thể ulti một pha trước khi chết hay không ulti, mà kể cả đó là sử dụng cái Veil Discord rồi. Ở đây thì một hạt stun vào 343 đấm chết được 343 là mega kill rồi. DJ và núp vào Roshan và TP về được. Dire's bottom tower is under attack. Dire's structures are fortified. Rough King, cái bóng Rough King không biết có búp chiêu 3 cho Era, vẫn có chiêu 3 nè. Kinh thật. Cái tường của con Daxia Relker
Archimedes sẽ lên tiếp tục Arthurian Core Old Style thôi. Mà farm thì có thể không nhanh được bằng so với việc trước thả Manta ra, nhưng vẫn snowball được. Archimedes cũng một hero snowball hoàn toàn, ăn con creep. Những con creep mà lý nhí như này á, hoặc là cái bài mà kiểu cái bài mà có mấy con creep 7 xu á, ăn con creep 7 xu mà được cộng thêm 30 mấy xu. Aegis cho Shadow Fiend rồi. Ở đây thì Venomancer vẫn chỉ có mỗi cái Devil Rescore thôi, không có gì khác mới lạ cả. Thường á thì mình check Facebook kiểu mấy bạn kiểu xinh hay như nào á, lại kiểu không bao giờ gọi là chụp thấy mặt nha. Còn mấy bạn nào mà quá xinh thì lúc nào cũng thấy mặt. Nhưng mà ở đây thì đang có là Invisible. Sao đâu nói gì đâu. À con Centaur, đúng rồi. Con Centaur con creep rừng á. À Scary cho Shadowfiend rồi. Thử sệt cái câu đó rồi xong rồi Dota rồi xong qua phần hình ảnh nhiều khi có. Bye bye, tiếp tục push vào. Không cần gậy xanh. Gậy xanh để làm gì? Gấp đôi ulti để làm gì? Antarin Core cũng như là Manta đã có trên người qua Archimedes rồi. Bye bye, đang bị stun. Tự bóp tóc chạy của Daxia để khi nào mà cần thì bay vào Acom đặt tường luôn. 1-7 nè, 2-7 nè, rồi sao? Rồi lùi về chứ sao? Để TP lên top, họ biết không push được cái trụ này nên sẽ bỏ nó ngay. Bad Raider mua cho mình Willaze, Blink cũng như First Staff, chắc là nghỉ lock. Hoặc là mình nghĩ là nghỉ lock cho Bad Raider. Đang có scan đến từ bên phía đó tìm Nordic. Nordic GT. Nice Soccer gần có cho mình, đó là cái gậy xanh này. À, Commit nó farm kinh dị thì một sân mà coi và rồi sao, chả có gì xảy ra cả. Tiếp tục đánh đến từ Mushi thôi, pha này thì Mushi phải bật BKB ra đến từ Mushi. Không, Mushi không có BKB, đó là giáp phản, nhưng mà BKB đến từ coi và là đều phải bật, cũng như là Era. Bây giờ mid one lên làm gì? Lên để xin được chết à? Cơm thêm cho team Nordic GT với hai dĩa cơm thêm. Trị giá của hai dĩa cơm là vào tầm khoảng 600 tiền. Network chênh lệch được khoảng gần 3k cho Nordic GT. Buyback đến từ Archimedes sẽ có thể đáp được cái trụ top. Nhưng mà Red King có lẽ sẽ không buyback khi mà anh chưa có cho mình cái ulti. Nhìn buyback ra anh chết thì cũng như không à. Tính Blink lên vây cùng các kiểu đến từ Kezu nhưng không thành công rồi. Tiếp tục đặt Word. Ê, cái Word mình con rùa hả? Cái lưng nhìn dị không? Thấy gớm không? Yeah.
rùa nó cái lưng cái quét nó quay 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 ấy. Gấm tởm thật. Kiểu như hành hạ súc vật kìa. Tôi sẽ report lên theo kiểu là cộng đồng yêu động vật, bảo vệ động vật xuyên quốc gia. Như thế này là không được. Hai ca tiền cho Slada, không biết có lên hết hay không sau khi có Amlet cũng như là BKB và Blink. Có lẽ là sẽ lên hết. Là AC cũng được, cho Shadow Fan nắm nó nhanh hơn. Network của Alchemist sắp dí được con Alchemist rồi, để chứng tỏ là Alchemist thọt sau những pha combat vừa rồi với việc anh bài bác cũng như Shadow Fan thì được lên tiền. Sẽ lên Butterfly cho SF. Cái kia bên kia cũng nhiều vậy. Cái hình tôi gửi ông á, nhìn là mình cũng thèm theo luôn á. Chóng mặt nhưng mà ý là có nhiều sự lựa chọn, hiểu không? Còn của mình này không có. Này, Shocker đã có cho mình cây gậy xanh rồi. Nhìn xuyên màn đêm. Ở đây thì có giày GG rồi. Venom đang cố gắng lên cho mình đó là cái gậy xanh. Clara sẽ lên đó là cái AC. Nói chung khi mà đánh competitive á, không phải là cái việc con Alchemist nó có thể farm bằng cái Manta. Nhưng cái Manta đó là nó thường nó có cái chiêu ba này là nó farm bình thường là đã nhanh rồi, có cái Manta nó nhanh hơn. Bây giờ nó việc Manta không thể farm nhanh nhưng mà farm chậm đi một tí. Nhưng mà cái khó chịu ở cái Manta đó là cái Octarine Core và cái Manta nó kết hợp với nhau làm cho cái lane lúc nào cũng bị đẩy cao hết á. Và bên phía Nordicity lại không có cho mình con hero đó là con Lion. Không thể nào mà phá được cái bóng sớm hút mana hay là thiệt luôn á, mình cũng không hiểu bây giờ viewer rất khó tính. Lúc mà mình cast là đang bầu game nha, đang bầu game thì mình phải nói chuyện với viewer nha, là kêu không phân tích gì hết. Bây giờ tới lúc phân tích thì thôi đừng phân tích nữa. Cast thì không có combat mà không phân tích thì nói là suy nghĩ của mình có thể đúng hoặc sai, đó là chuyện bình thường thôi. Có thể, nhưng các bạn cứ chửi mình đi, đừng có chửi những viewer khác là được. Cứ đè mình ra mà chửi, đúng không? Chửi mình, nó mình cứ chửi chấp nhận hết, không sao hết. Nhưng mà các bạn đừng chửi nhau, hãy giữ một gọi là không khí lành mạnh, trong sạch và giúp đỡ lẫn nhau vui vẻ. Có chửi không, có bị ban không? Mình là không, mình không ban ai, không ban. Chữ game là spam link tinh rồi mình ban thôi. Còn mấy cái kia thì ai ban thì ban cho mình, trả ban mấy cái vụ đó. Tại vì tại họ đúng hoặc là mình đúng. Nhưng mà nếu mà mình đúng thì họ sai thì họ tự nhận ra được cái sai. Hoặc là nếu mà họ không chịu tự nhận được cái sai thì bình thường. Thì tại vì họ biết mặt mình, họ biết mình chứ mình đâu có biết họ đâu. Mình cũng không quan tâm lắm. Nào vui vẻ hoặc là mình biết thì
sẽ bình thường thôi. No problem. Ta cùng quay trở lại với trận đấu nào. Tiếp tục nói về việc Alchemist, cái không có con Lion nó cứ đẩy lên lên cao lắm. Nordic City khó lòng mà đẩy. Thí dụ mà cả team á phải cùng nhau đẩy một lane thì hai cái lane kia bị cái Manta nó đẩy cao lên. Chỉ trong vòng khoảng 2 wave creep mình không về. Def thì mất trụ. Mất cái trụ ngoài này. Nếu mà thêm 2 wave creep mà không về Def nữa thì sẽ mất cái trụ này. Nếu mà đứng càng lâu thì không được. Trong vòng 2 wave mà Nordic City không push được thì họ sẽ về. Đó là điều hiển nhiên luôn. Biết bữa nãy chưa kịp coi nữa, mới vừa qua đặt cái mông đang coi cái kiểu chat. Mới vô nó cái, nhưng mà mấy cái phòng kia cũng mấy lắm mà thôi, để đang cast lát sẽ xong thì chúng ta sẽ nói chuyện sau. Đang đây thì là Aegis trên người của Shadowfiend. Một wave, một raise, hai raise. Các bạn có thể thấy là lane lúc nào cũng cao, nếu như push không được trong hai wave grip thôi mà push không được là phải về. Wave này là đi chung là không tính nha. Tính bắt đầu từ wave này là wave thứ nhất mà wave nữa đó. Thì wave này là đi chung lên thì không tính rồi. Thì wave này cái gì cũng bị clear chứ không thể nào push được ở trong cái tại thời điểm. Một pha vây cầm đặt tường hay không? Có đặt tường rồi, bây giờ thì đang đánh đó là vào Moshi. Moshi đã phải hồi sinh rồi. Ulti đến từ Koi và Moshi bây giờ thì đã nằm với cái bash của con Slada cũng như là track. Quay creep thứ nhất đang lên. Đang stun được stun 2 nhưng mà mid one ơi, điểm hiện tại thì anh chỉ có thể là push lane thôi. Biết đam của anh và đánh của anh là không thực sự là gây khó chịu cho Koi và pha này. Đang tiếp tục push, đang phải bắt Moshi buyback pha này. Có stun vào Kezu. Red King đã bài bác rồi. Koiva có cho mình Aegis. Stun không thành công đến từ DJ. Sẽ quay lại Finger thôi. Không Finger, nhưng mà cái tội không Finger. Đánh của cuối cùng của bây giờ một pha chọc đến và vây cầm tuyệt vời. Và stun như Ravage của con Slada. Stun chả khác gì của Ravage luôn. Và swap ra vào mid one, nhưng mà mid one vẫn chết. 26-9 rồi. Còn Venom này nó hay có cái màn kêu cái tom GG rồi, một đều. Ta cùng chờ đợi đến game đấu tiếp theo. Thực sự là rất là hay trong việc studio mình rất là có nhiều gọi là nhiều thành phần trong xã hội anh tâm biết, có như là kiểu như một cái Wikipedia vậy đó, hỏi ra cái gì cũng biết và cái gì cũng quan tâm. Nói chung là rất là hay, mình rất là thích cái kiểu kênh chat của Việt Nam mình so với kênh chat của Twitch. Kiểu mỗi lần hover chết là 4, slow chết cái là 322, rất là chán, rất là nhàm chán. Ở đây là mình phải nói là bởi vì sao rất thích đọc kênh chat của Việt Nam. 5 seconds remaining. Reserve time. Nordic City đang đắn đo được pick thứ tư cho mình. Tinker. Fanatics turn to pick. Game gì ạ? Dire team ban.
thể nào mà chơi những cái game nào như chân lông không? Chân lông nó hay hơn mà. Chân lông hay lắm, không biết bữa mới chơi thấy cũng hay mà. 10 seconds remaining. Hay. Five Đúng không? seconds remaining. Thì tôi thấy ông chơi là tôi biết hay rồi, nếu em thì ghét game lắm. Mấy cái game Dota này làm sao mà bằng chân lông được? Rõ ràng rồi. Tình cờ, really, Nordic GT pick mình những cái hero và nói là rất là khác biệt so với meta hiện tại. Pew pew. Fanatics turn to ban. Đấy tới coi cho mình còn bắt và ban ra disruptor rồi seconds remaining. Fanatics turn to pick. Gì lại tới ban con Terrorblade? Con Terrorblade cái game của Nordic GT nó yếu lắm. Bản competitive con Terrorblade nó yếu lắm. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Vâng, vậy là đã có Jakiro cho team Fnatic rồi. Suy nghĩ sau một thời gian suy nghĩ rất rất lâu. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Clinks. Mình đã chọn clean tính từ team nó đi city rồi. Chrono chụp lầm lại xong rồi tinh cờ thả Master Machine clean đứng ngoài bắn Venom thả ult tinh cờ có ghi xanh sử dụng gọi là Tomahawk cũng như là beam thẳng vào mồm đối phương tìm một pha team wipe. Chúng ta cùng điểm nhanh và layup của hai đội như sau. Mushi cầm Light Stroller, DJ cầm Doom, Midrun cầm Puck, 343 cầm Chucky, Rua, Heo cầm Dusty, Zinnerman cầm Venom, Sam cầm Quiva cầm Tinker, Era cầm Kling, Zep Yo cầm Isaac. Và Kezu cầm cho mình còn Fearless Void. Đã có di chuyển xuống khu vực bot để cấm bot sớm rồi. Good luck, have fun, except yep. Tại sao lại như vậy? Wait, what? Pretty rude. đang có những màn nói chuyện vui vẻ đến từ hai bên. Không biết là cuối vui vẻ hay là gọi là giả bộ vui vẻ đây. Thirty seconds to battle.
Ở đây thì Runebot dành cho Puck của Midone cũng như là Runetop dành cho Tinker. Nói chung thì Lifestealer mặc cái bộ đồ này kiểu không muốn khoe thân nhưng mà vẫn xấu. Nhìn nó không có cái sự mạnh mẽ. Nhìn giống như mấy thằng nô lệ vậy đó. Mặc đồ thì rất gọi là sọc sạch. Không có gì. Đang có gọi là đẩy off ra để farm từ mid one. Bắc của mid one. Deny được đến từ Tinker. Last hit luôn. Top thì Cinderin phải slow lại để đánh vào Ohio rồi. Còn để Ohio nó harass với Kyle Shell. Slow rất là lâu. Hai bên gọi là đánh qua đánh lại. Huê. Top thì Era thì việc đi lên với Doxy chắc dễ dàng rất là nhiều. Mid one phải bơm mình máu lên rồi. Bị harass rất nhiều. Bây giờ Tinker tự mua Tango cho mình. Anh không mua cái bình Healing Sound như bình thường, những hero đi mid hay lên. Mua cho mình nó là Tango và được share cái Tango nữa. Và cắm Sentry xuống đến từ phía của Cinderin để có thể kiểm soát được có ward hay không ở khu vực này. Nhưng rất tiếc rằng Weho lại cắm ward ở đây. Sentry cắm rất nhiều Sentry để có thể gọi là tìm ward nhưng mà không tìm được. Đang có gọi là ăn sát đến từ Ohio. Có hai cái stack. Đang có slow vào đến từ Cinderin và đẩy off lên đến từ Doom. Ở mid thì một beam vào mid one để chống mid one có thể last hit được. Koiva, lượng đam Koiva thì cũng ngang ngửa so với Puck. Đây thì khe rú của chúng ta đã phải sử dụng tham quát để regen lại một lượng máu ổn định hơn. Runetop sẽ dành cho Puck thôi. Bó đồ của Tinker vừa mới được mang ra. Anh sẽ có lẽ là sẽ sử dụng bó đồ charge. Giày thì của ai đây? Giày của Giáp Giò, không cho Giáp Giò mang luôn. Một beam vào đầu của Puck. Con Puck này như các bạn, nếu các bạn không biết nó là một loài rồng. Loại rồng mà theo kiểu giống rồng tiên. Lancet thì ở hai con ở mid thì Lancet khá là cái bàn ngang bằng nhau. Kling thì cũng sắp đuổi kịp được con Lifestealer của Mushi rồi. Silent không thành công. Đã mang được bottle ra đến từ Tinker, anh sẽ đi check rune thôi. Có cái giày nữa. Sẽ có đấu nhau ở khu vực rune như thế này. Bắt có cho mình đó là rune regen. Nhưng rồi sao anh hết phase shift rồi. Ba đang bị beam ở đây, có sự xuất hiện của Doom. Không có chuyện gì xảy ra cả. Có đẩy off lên ăn được cái xe thế mới cay. Quava đang sẽ có beam vào mid one hay không? Mid one có sử dụng phase shift, đã có bấm cast cái beam đến từ Tinker rồi nhưng mà không được. Stack cam hay không? Không ai stack cam cho Tinker cả. Cái combo này để block được cái cam này. Shocker đang là trời đêm nên hoàn toàn có thể roam gang. Mà cọc của Venom hiện tại thì chỉ là để lấy sai mà thôi. Với việc chỉ có 10 đam mà máu có 75 đánh phát chết luôn.
Trên đó Ran pha slow nhưng mà chỉ slow được mỗi mình Doom mà thôi. Đang bật lửa và dí vào Cinderon. Cinderon đang bị đánh. Ở đây thì còn Ga. First blood dành cho ai đây? Era hay Yamcha? Gần chết ba hero bên phía Nordic City và không có chuyện gì, tiếp tục lại không có chuyện gì xảy ra, rất buồn. Rất đáng tiếc. Có sử dụng Master Machine đến từ Quova. Có ping ra và biết giáp do đã di chuyển ra khu vực mid. Oxy có cho mình về face. Ở phía trong bên này thì con creep, những con creep đang bị pull, còn chết được một con rồi. Sẽ ăn được con bự này hay không? Có lẽ là chắc chắn được. Ở đây thì Buck đang bị silent. Vỡ mồm là một beam. Hit đánh cuối cùng của giáp do. Này thì accept tao hả? Good luck heaven accept tao hả? Ăn first blood cho cấu chơi vậy đó, được không? Đang có muốn bắt vào Ohio nhưng có vẻ không được. Ohio đứng tận tít sau phía trong, sẽ có bơm bottle cho Ohio thôi. Bơm tiếp hay không? Life Stealer chứ không phải là ai, nó là Life Stealer. Có nhảy vào Park sẽ quyết định đánh nhau ở đây. Chắc có lẽ là bắt được Cinderin với cái Doom Coin. Cinderin biến lên và nhảy ra slow. Easy. Đánh cuối cùng của Moshi, anh không thèm sử dụng Rage. Một pha Crodo 2 thành công đến từ bên phía của Kezu. Anh đặt một phải nói cây lồng thực sự là khó chịu. Giết được Buck rồi, 200 tiền cho Klings. Bây giờ thì Ohio, anh không có chạy. Một giây nữa anh sẽ có búp tóc. Anh đã búp tóc lên được rồi, nhưng mà làm sao để chạy đây? Era hoàn toàn có thể ăn chiếc xe và bắn được Ohio, không cần ăn xe. Đánh của ai? Darkseer bị ăn, gọi là ăn chung. Không ai có thể gọi là kết liễu được cái mạng của Darkseer vừa rồi. Và Vow cũng không biết là Vow vừa rồi sẽ tính mạng cho ai, nên sẽ gọi là chơi chung. Venomancer vẫn tiếp tục có cho mình level 3, đang sắp level 4 rồi. Mình cast thì mình không có bet cho ai. Mới đầu nào, lúc nãy thì các bạn hỏi là bet cho Nordic hả? Không, mình không bet cho Nordic. Có bet cho Fnatic hả? Không, cũng chả bet cho Fnatic luôn. Đề là không có value bet. Và account thì cũng chả có cái Steam Go Mobile. And không có bet được Green Hatch cho Puck. Thấy rồi, không có dust, có dust của Puck. Nhưng mà Puck sắp mất cái smoke rồi. Rồi sao? Rồi không bắt được ai luôn. Era pha di chuyển vừa rồi, phải nói là thực sự là tinh tế. Như mình đang để cái lap seed deny nó hơi lộn xộn đây. Bị cái gì á? Đúng rồi. Cái này mới chuẩn, chúng ta chuyển sang network thì Lifestealer so với Kling thì 300 thì không nhiều. Trụ top sẽ dành cho đó là Mushi. Trụ bot này có lẽ về def. Fnatic có lẽ có thể def pha này với Rimcoin cũng như là Doom Conti. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's structures are fortified. Có lẽ Fnatic quyết định sẽ không def mà dù bù lại thì sẽ ăn được trụ mid, ăn được hai trụ luôn. Radiant's bottom tower is under attack. Trụ một top và trụ một ở mid. Voi là người ăn được trụ
cho team Nordic City. Dire's middle tower is under attack. Tình cờ cũng chưa có dây bay cho mình, sắp có rồi, vài trăm tiền nữa thôi, vài trăm tiền không phải là quá khó cho tình cờ như thế này được. Khi mà anh đã mát cho mình kill 3 rồi, chủ mid đã bị bắt đập đổ, bắt sẽ lên cho mình cái blink dagger đó liền. Hiển nhiên không bắt mà ai mà không lên blink dagger, giống như là kiểu AM không có blink, AM không có fury, đánh thì vẫn đánh được nhưng mà rất là khó chịu. Rồi và có về bay rồi, tiếp tục smoke nhưng mà không có clean để phá smoke ở pha này. Có lần cắm ward lại tiếp tục, đó là con rùa ngược đại please. Felix Boy đang lên cho mình, đó là hand of Midas để lấy level sớm, như là có nhiều level hơn, có thể nâng cho mình pass hay là chiêu skill 2, skill nào cũng hữu dụng cả. Tại vì line up như thế này thì lên bla cũng chả hỗ trợ được gì nhiều. Kling thì đứng đánh xa búp được một lượng đam nhưng mà không cần thiết lắm. Để level trước để có thể giảm cooldown của cái Chrono cũng như là tăng thời gian của chụp long. Ở đây thì Mushi, Kling đang có cho mình cái Playstone, Mushi đã phải chạy về rồi. Anh không muốn hoàn toàn, muốn có thể gọi là fit một cách nhẩm nhí như vậy được. Doom thì đang có cho mình cái Buckler, chỉ lên Buckler thôi, rồi sẽ cho Daxia lên cái Mechan. Buckler cho Doom để bút giáp, Doom này nó yếu giáp lắm. Đang có ping, không biết Mushi có muốn nhảy vào Ipsil, có muốn nhảy vào con Puck này hay không. Rune thì không để dành cho Puck mà Mushi ping ping kiểu nè ăn Rune đi, tao sẽ ăn Rune của mày. Cinderan, một slow đánh Cinderan chết, phần này chắc chắn chết luôn. Team Fnatic kiểu sẽ nhường hết tất cả mọi thứ cho Mushi, họ sẽ quyết định là không, nếu như cái pha đó Mushi có thể ăn được mạng thì sẽ để Mushi ăn. Ở tiếp tục pause game sẽ có Puck PC hang. Lát hồi blue screen thì giống GG. Bắt tệ disconnect rồi. Rất sợ những pha ví dụ mà không có combat thì thôi, chứ mà pha có combat mà kiểu có vấn đề thì nó sẽ ảnh hưởng tới cả một game thi đấu. Đây là game đấu đầu tiên nên họ hoàn toàn có thể chữa cháy, không phải game đấu đầu tiên mà cặp game đấu đầu tiên thì bên phía ban tổ chức hoàn toàn có thể gọi là chữa cháy hoặc là sửa chữa những sai lầm. Nhìn cái toàn chơi để màu nổi nhìn chói mắt không, bấm vô cái không thấy đường cast luôn. Go when ready.
Rồi. Đây thì tinh cờ vẫn cũng... Quý vị có tinh cờ để cam thấp là không thấy được con tinh cờ, thấy không? Sẽ phải để cam cao rồi coi coi tinh cờ có ai bắt được hay không. Không push được. Nhưng có Chakiro ở đây push được, chắc là có lẽ là được rồi. Đang có TP lên top và Rimcoin vào, đó là đến từ Mid One. Đùm ở đây có thể sử dụng đâu. Đùm, đùm, đùm. Ôi. Có thể hoàn toàn di chuyển qua mà chém hoặc đùm vào giáp gió pha vừa rồi. Nói là DJ, nói là đúng là DJ, anh đang bận xây đĩa rồi. Ở đây coi va vẫn chưa chết, nhảy vô nhảy ra là đã chết được, đến được một chụp lòng luôn. Nhưng rồi sao? Rồi có Night Stalker ở đây chứ sao? Sẽ là Silent và Slow. Nhưng mà được búp tóc đến từ Ohio. Không biết Mushi có chết với này không? Anh có Amulet, anh không quan tâm nhưng mà anh đang bị Slow. Mekan vừa được mang ra đến từ Daxi nhưng không thành công rồi. Bây giờ thì Ohio chạy vào nồi. Đứng im luôn. Nè giết tao đi. Tao không muốn chạy nữa. Double kill dành cho Giáp Do. Good luck have fun trừ tao ra hả? Có trừ bố ra nữa hay không? Sẽ lên cho mình cái vát đến từ Giáp Do, anh sẽ không rush cái xanh. Điện cờ đang TP ra, có một pha gọi là Tomahawk đã tiếp tục slow và lùi về. Ulti của 343 cho vui, cho mana anh regen chơi. Ping sẽ lên cho mình cái đó là Desolator mà thôi. Đùm cấu rồi, đùm không. Có chiêu này có thể cancel TP, có chiêu này để cancel TP. Nhưng mà anh đã lấy được thêm một con golem rồi, hoàn toàn có 3 chiêu để cancel được TP. Nhưng mà có cancel được không mới là vấn đề. Đây đã nhảy vào mid one rồi, smoke. Ba này thì không có, chưa có chrono chứ không phải là không có, chưa có thôi. Im lặng. Tất cả im lặng. Bây giờ thì Buck đang có chứa trong mình đó là cái Blink Dagger cũng như là con Lifestealer đang ở trong người Buck. Bây giờ Cinarant, cẩn thận, Ohio nó đang bait đó. Cứ đi lên, có cái Sentry này. Ok, live. Bây giờ thì Chrono cũng đã có cho Fedekoi để phải chui ra rồi. Mushi cảm thấy không ổn. Và tất cả đều đi về. Vậy là không có chuyện gì xảy ra sau pha smoke vừa rồi. Hai bên tiếp tục sẽ đó là farm mà thôi. Tất cả giải tán, đây sẽ là push top đến từ Ara, Ara lùi về, ăn được trụ TP forward. Để có bomb bottle cho Cinderin nè. Tình cờ hay có cái màn mà TP ra có bottle mà không có bomb cho đồng đội nha. Có bomb cho đồng đội không? Không bomb luôn, và vây cầm lại. Nhưng rồi sao? Có thể refresh xong rồi TP về tiếp. Đó, cuối cùng có đã bomb bottle cho Cinderin. Và gọi là Tomahawk vào đầu của Ohio. 213 máu. Kèo rú có cho mình đó là cái Chrono. Có thấy được Jakiro của bên phía Fnatic hay không, cũng như hay là Doom. Ping và Keizu đã phải lùi về. Tình cờ có cho mình Blink Dagger. Blink thì ngay mid one. Không có sử dụng Rimcoin được.
sẽ nếu mà sử dụng fail rất là phí. Team bên phía Nordic GT hoàn toàn có thể không. Ở đây thì giáp rồi sẽ sử dụng ulti của mình. Một pha chụp lầm vào Ohio rồi. TP rất nhiều, ba cái TP rồi. Cố gắng giết được Ohio, nhưng mà đó là cái Megan, đó là cái ulti của Yakiro, đó là cả cái Dream Coin nữa, nhưng mà Kezu đã gọi là thumbwalk và được Era thì đang bị đùm. Era chắc chắn chết phần này. Era đã nằm xuống rồi. Cinderin thì đang gọi lần sắp hết máu. Cinderin cũng sẽ về phần này. Cinderin cũng đã có cho mình cái Vero score. Pha combat khá là dễ thôi. Về đây thì bắt nên di chuyển xuống để lấy được cho mình cái bottle, nhưng mà không lấy được vì Cinderin đã lấy rồi. Pha combat phải nói là 2 đổi 2. Không phải là 2 đổi 2 mà là Life Stealer đã bị Tinker solo kill trên top. Cứ tưởng là 2 đổi 2 nhưng mà đó là 1 đổi 2, nhưng mà cũng có thể là gọi là 2 đối 2, thực sự thì do cách nói mà thôi. Life Stealer nó bị solo kill bởi con Tinker, kiểu refresh xong rồi nó laser, xong refresh nó laser tiếp. Cái rage chỉ có 6 giây thôi. Không đánh được còn Tinker của Koiva. Đấy, tiếp tục nhảy vào người Park nhưng mà có hiệu quả hay không mới là vấn đề. Dire's middle tower is under attack. Đang ăn Roshan đến từ team Nordic City. Roshan đã bị ăn bởi team Nordic và người cầm đó là Kling. Kling là một Kling hoặc là Void hoặc nói chung là chưa hôm nay soccer thì rất là khá là nhiều con. Nếu mà chưa có Chrono thì Void sẽ là được ưu tiên bị đùm. Chrono xong rồi thì tính cờ sẽ là ưu tiên bị đùm. Sau đó cũng hoặc có thể là Kling. Tiện đâm con nào trong combat hơn thì sẽ đâm con đó. Đã có defuse cho Vay lên Void rồi. Bỏ tính Blink lên, Sandbox lên nhưng mà không có sử dụng cái lồng của mình. Mình chỉ hù dọa thôi. Ở bên này thì DJ đang bị đánh. DJ đang bị silent rồi. DJ cũng có double ulti đến từ Venomancer rồi. Mà Era đang có Aegis, Era không sao. Zidoran cũng đã phải nằm xuống một pha Grimcoin 2 thành công ở đây. Một pha Sandbox đi và đã phá được cái dây Grimcoin của Felix Void ở đây. Với bên này Era đang bị đánh. Era đang có bị đánh với cái Sanji ở đây. Một pha Aegis. Nhưng mà một pha chụp lòng Chrono đến từ Kezu ở đây thì Koiva đang sử dụng có là beam hay không. Anh có cho mình cái Dragon, anh hoàn toàn có thể và blink lên. Nhưng mà Mid One đang cố gắng dí và Koiva với bên này. Zakiro cũng đang nằm xuống ở bên trên, đang có gọi là TP về được đến từ Mid One. Night Stalker pha vừa rồi có lẽ là chỉ có mỗi mình Venom chết thôi. Fnatic chết 4, 10 kill dành cho team Nordic City. Và vừa rồi thì phải nói là Kling có cho mình Aegis, anh không bị sao và đùm thì anh chết trước, bị silent không thể nào ra được cái đùm một cách hiệu quả nhất. Lượng network thì Tinker đang dẫn đầu, với việc Tinker nó càng ngày càng xanh á, thì Chrono vô một cái rồi Dragon chết được một hero thì mọi chuyện sẽ chấm dứt cho Fnatic. Nếu như đó là một hero core trong combat kiểu như con Puck hay là con Darkseer, Life Stealer nó khỏe nhưng mà trong combat nó phải cần đồng đội rất là nhiều. Những core hero combat như con Darkseer, Doom hay là Puck cực kỳ quan trọng để Life Stealer có thể đánh. Nếu như không có thì Life Stealer cũng thể nào mà tạo được cái gọi là hiệu quả cao trong combat được. Ở đây đang TP ra, con này đó là con Life Stealer. Fuck, đã né được cái Tomahawk. Có Blink trên người, có Blink trên người của Kling.
Blink cho Clings. Để ra về thôi. Phải có sai lần hoặc lăn lên cái Bloodthorn có thể này. Bây giờ Midwan có cứu được hay không mới là vấn đề. Đã lóc lên được đó là Fearless Void. Pha vi cầm đặt tường không thành công của Ohio. Chụp lầm vào Ohio rồi. Bây giờ Buck đang bị bắn gần chết. Bây giờ Buck đã sử dụng ulti của mình. Ohio phía bên này đang bị Chrono thì nhưng mà cũng đã bị kết thúc rồi. Trời ơi, Fnatic đang bị vấn đề gì vậy? 5-1 cho Giáp Giò rồi. Chuyện gì đang xảy ra cho Fnatic đây? Rất khó hiểu. Tính cờ, không lẽ là lên gậy lóc. Radiant's middle tower has fallen. OC sẽ vượt Raze và TP về với việc Giáp Giò lủi lên như thế này thì đã thấy Grip đã thấy được Giáp Giò và Mushi không muốn feed pha này một tí nào vì đồng đội anh feed rất là nhiều rồi. 14 mạng nhìn cho Rick cũng như là đó là mạng nhiều nhất, đó là Darkseer của Ohio. Rồi Ohio cũng có một luồng đồ khá là ổn nhưng mà pha Vacom đặt thương không thành công. Net có lẽ đang XD ở nhà. Miss me yet. Cinderan. Cinderan giống như kiểu feeder chủ lực vậy á. Mang âm bom tự sát vào trong combat và thả ulti luôn. Thả ulti xong chết cũng được. Ai làm gì thì làm. Một pha rim coi phải nói tuyệt vời của Midwan. Đã trúng rất nhiều mắt rồi machine ở đây. Đó là Forsap cho Tinker cũng như là lên Dragon 2 rồi. Lượng spell nói chung là tăng đam phép cho Tinker là 5.7% ở đây. Ohio chắc sẽ farm cho mình giày GG để cũng như là giải Silent. Đang dí vào Sekiro. Sekiro không có phát hiện ra được. Một pha bắn luôn. Ice Bat Blink đi ngay. Có Blink mà. Venom có cho mình vào Discord rồi, anh cần chắc phải lấy level 16 để lượng đam có được lớn hơn rất nhiều. Đã có level 16 rồi, cũng như là giảm lượng cooldown cho ulti của mình. Buck đang hình vi nhưng mà lượng máu của Buck chỉ còn 50% mà thôi. Giáp Giò đã sử dụng cái Blade Mail rồi. Bây giờ Silent được Giáp Giò rồi, Giáp Giò chạy đi đâu, đấm vào Giáp Giò rất nhanh. Bật cả ulti lên rồi. Có vẻ thì pha này thì khó. Buck cũng đang cầm cho mình đó là cái Dust. Cần phải có cái Bloodthorn cho Kling hoặc là lên Orchid xong BKB sẽ quay lại lên Bloodthorn sau. Hoàn toàn hợp lý. Rồi TP về. Level 16 trừ 5. Mình nhầm. Lỗi mình, lỗi tôi. Caster noob Valor. Mình, em nhầm tí. Đây thì Buck có mình gãy lốc thì muốn giết được Buck phải cần nhiều hơn một cái Silent. Ý mình là phải có 3 cái Silent mà giết được Buck. Một pha. Bây giờ thì Era không có đam đè được rồi. Pha Blink vào của Era
Nó là vãi chưởng luôn đây ra. Rất tiếc. Và đó mà Blink mè mé là được, có thể hoàn toàn Blink lên đây hoặc là, nhưng mà bắn từ dưới đây bắn lên thì bị cái miss của đồi á, nhiều khi không giết được Lifestealer và đó đâu. Đây sẽ là lần BKB cho Clean. Để nếu như anh có bị chụp lông á thì còn BKB. Anh bật BKB và anh bị chụp lông thì đó bị đam đè cũng như Silent. Bắt có lẽ sẽ lên Veil of Discord hay không, hay là Zakiro. Zakiro mình thấy thì đang hướng đến cho mình đó là cái Pai. Doom thì đang cầm để là Vanguard mà thôi. Bắt được ai đâu với việc cái Master Machine này đứng lâu trong combat thì vỡ mồm. Nhưng mà họ biết không có Chrono đến từ Phoenix Void. Nhưng mà đó là còn 10 giây nữa sẽ có Chrono. Blink thì mới vừa ăn con Creep xong. Có Smoke. Chuẩn bị. Bây giờ thì một pha gọi là sử dụng ulti đến từ con Night Stalker đã có slow được 3-4-3 rồi. Một pha Ice Bath không thành công, một pha Rimcoin để bay cùng đặc tư. Citizen cũng đã nằm xuống rồi. Ở phía bên này thì một pha Chrono 3 thành công rồi, nhưng mà có đam đề hay không? Có, đó chính là cái Dragon, nhưng mà đó là Doom đang bị Doom. Ở đây thì Kezu đang cố gắng đánh được Ohio và đã đánh được, chết được Ohio rồi. 2-3. Rồi cái và vây cùm đặt tường quá là khó chịu, không cho Venom làm được gì cả. Mushi thì đang TP về được với cái Rage của mình. Tinker với cái Dragon 4 của mình thì có thể hoàn toàn hỗ trợ được Phoenix Void pha này. Phoenix Void thì đang lên cho mình đó là cái Manta. Era cần hơn cho mình một cái Silent Orchid để có thể solo kill được bắt, cũng như là gây khó chịu được bắt. Không solo kill được nhưng mà Leo sẽ làm bắt cực kỳ thốn. Hoặc là Doom. Doom mà Doom cũng Silent ưu tiên Doom hay hơn, tại vì Doom không có giải được Silent như con Dashia. Dashia có giày GG thì GG nó giải được Silent. Cung lửa của Zakiro vật chấp phản đứng vào lửa này Soccer. Nhưng mà Zakiro có mình cái giày máu cũng như là cái clock hoàn toàn có thể trong được, không mất quá là nhiều máu. Cục gem đâu rồi? Ai đang cầm cục gem? Cục gem đang là Faceless Void cầm. Void đang cầm gem. Đã có hút áo mưa chống nắng cho Zakiro. Sẽ có cái Crimson Guard sớm thôi. Việc có Crimson Guard thì có thể hoàn toàn, ví dụ như bị Chrono đến từ con voi thì bật Crimson nên đỡ được một lượng đam khá lớn đến từ Kling. Kling sẽ lên Defoe hoặc là Orchid hoặc Crit, hoàn toàn là những item đó tùy thuộc Kling sẽ muốn như thế nào. Đang có một chi tí gọi là giật lag. Đã có TP về.
Có bay cầm của Dashia nhưng mà không giết được đâu. Nhanh lắm. Park sẽ phải ship easy, Park và này Blink vào giết được Cinderin khi mà bây giờ coi và đang sử dụng đó là cái Master Machine không cho Park có thể Blink vào được. Cũng thật sự là khi mà bị cái Master Machine Park Blink đi đường với cái phải ship của mình. Rồi về ngay, TP về luôn. Đó là cái TP về thì Life là nó nhảy ra nè. Chứ nó ngồi trong đây nó hơi phí. Tiếp tục ngồi nó nhảy ra ngay. Kiểu mày làm gì vậy? Làm vậy chi vậy? Bật Raze lên để không bị cái Master Machine harass. Bây giờ thì mid one chỉ force sáp lên hù dọa mà thôi. Hoàn toàn có thể force sáp lên thì kiểu chích Dragon xong rồi lùi về thế thôi. Biết Tinker sẽ lên cho mình cái gì đây, anh có quyết định lên Bloodthorn thì cái gọi là refresh orb hay không, item có thể gọi là giúp cho Tinker refresh được rất nhanh, nhanh hơn cả cooldown của mình, nhưng mà chỉ có trong vòng vài trăm giây sẽ được một lần. Mình cái item nó hơi phế, mình nói vậy thôi. Kling đang có cho mình cái Arcane Rune. Còn Korea lằng vòng. Mình thích con Korea này lắm mà không ai cho hết á. Buồn ghê. Rất thích luôn. Chúng ta cùng quay trở lại với diễn biến trận đấu thì ERA đang push được cây trụ bot. Sẽ tiếp tục có lẽ là chờ Roshan thôi vì hết Aegis rồi. Như là Chrono của Faithless Void Goblin hoàn toàn có thể ôn được combat nếu mà Chrono được hai người trở lên. Lifestealer game này thì kiểu nhảy vào con bắt nhưng mà có vẻ không ổn lắm. Cái combo này từ ngày xưa mà thời nào vi hồ vót rồi hay đánh kiểu Lifestealer đánh hồ vót đến Lifestealer Dandy lại đánh bắt hoặc là đánh con Storm Spirit á. Lao vào là chết được một hero, hai hero bên phía đối phương. Bật Ray chả làm gì được con Lifestealer này cả. Cái hình này là cái hình gì ta? Nó làm mình khó hiểu thiệt. Cái này là ở đâu? Cái này là cái răng hả? Đây là cái gì? Nhưng cái miệng thì nhìn không giống lắm. Có lẽ là cái miệng mà nhìn, có lẽ là nhìn từ trong nhìn ra. Nó nhìn kỳ lắm. Cái hình này đã có gậy xanh trên người của Night Stalker. Bây giờ mới là thời điểm cho Nordic GT đây. Và Smoke đến từ Nordic City. Với cái gậy xanh này, Stalker hoàn toàn họ có thể kiểm soát được khu vực đối phương. Tinker đã có cho mình cái Bloodstone rồi. Anh cần lên cho mình đó là cái giày bay 2 và pha và Chrono được vào Moshe. Hex rồi làm gì nhau. Moshe vẫn còn sống nhưng mà Moshe đã chết. Và Doom, đó là Doom vào ERA. Nhưng mà ERA đã bật BKB để giảm được lượng đam rồi. Nhưng bây giờ một pha Ice Bash cũng như là thả ulti của Jakiro chả giải quyết được vấn đề gì cả. 4 hero nằm xuống.
Ohio pha đó không lên kịp, nhưng mà lên kịp thì chắc cũng là 5 hero nằm xuống mà thôi. Bắt được Mushi rồi Fnatic vỡ trận với việc BKB của Kling hay là cái gậy xanh của Night Soccer rất trâu. Voi thì gần như là không thể giết được voi pha vừa rồi. Tiến thẳng vào Rax, đặt tường, nói cái tường đặt đẹp thật. Nhưng rồi sao? Rất có vây cầm lại, Kezu hoàn toàn có thể thăm bot đi, nhưng mà thăm bot đánh cool down, tiếp tục bắn vào. Đã ăn được trụ rồi. Có tiền cờ ở đây đã búp cái Veldisco. Tí chết là Jakiro. Tí nữa thì Jakiro vỡ mồm rồi. Chỉ cần tiếng cờ xanh thêm một tí thôi, có lên thêm lượng đam tính từ những cái đồ intelligent thì bỏ mồm chứ chả chơi đâu. Đang chắc Roshan đến từ Era, lượng network trên lệch. Trời ơi, trời ơi, rất nhiều cho nó đi, khoảng tầm 20k cho nó đi City. Có Shiva cho Darkseer rồi. Jam trên người của Night Soccer. Khi có gậy xanh thì Night Soccer hoàn toàn tự tin, có thể gọi là cầm cục jam đi phá word các kiểu. Tại vì tầm size rất lớn, muốn bắt được Night Soccer chỉ kiểu như phải thấy được nó mới bắt được, không thì thua. Mình chưa thấy được nó mà nó đã thấy được mình rồi. Ở đây bắt đã bị kết thúc bởi cái hex của Unkling, không làm gì được, quá thấm. Thấy được cả Mushi rồi, 10 giây nữa mới có hex. Cái Sentry đã thấy được Era, nhưng rồi sao, Era vẫn chạy được như thường. Cái tiếng skill 1 của con Night Soccer nghe hơi bị ghê luôn. Có Roshan rồi, AC trên người của Felix Void nữa. Ăn Roshan rất nhanh. Kling sẽ là người cầm Aegis, Chi sẽ được cầm bởi Sindarin. Anh sẽ có hoàn toàn có thể gửi Chi cho Era sau khi chết. Có hết cho Lifestealer và lượng giáp là khoảng tầm 37-40 nếu mà đứng gần mấy con như Doom. Night Soccer đang cầm Cheese và đưa cái urn cho Cinderon cầm rồi. Đây thì phát hiện ra đó là Ohio. Ohio đang buff dốc chạy nên không thể nào mà hack một solo kill được như ở cầm Word. Sẽ thấy cái Word mà thôi. Đi vào tí nữa sẽ thấy được cái Word. Sẽ phá Word. Hack vào và đấm vào DJ luôn. Nhưng rồi sao, có ulti đến từ Night Soccer rồi, Era vẫn chạy ra như không, như chỗ không người. Một pha chụp lồng 3 thành công đến từ bên phía của Kezu. Nhưng rồi ulti vây cầm đặc tường của Darkseer, ulti của Cinderin nữa. Nhưng mà vẫn không êm chết được với việc có bật được cái Crimson bằng Lazira rất trâu. Và Chrono không thành công, nhưng mà đã dụ được khá là nhiều combo skill bên phía Fnatic. Mushi
Mid One đang bị bắn với cái Dragon của Goiva. Bây giờ đun được rồi, Era rồi, không có bài bắn đến từ Mushi. Có lẽ là GG pha này, Era sẽ chờ hết đun mà thôi, không có lẽ không cần chờ luôn. Đang tiến vào trong đến từ Kezu. 63 giây nữa mới có. Chết luôn cả Ohio với việc Dragon, Beam, Tomahawk các thứ. Quá là khó chịu với cái combo như thế này. Tiếp tục tiến vào trụ 4 luôn. Garcia phải buyback pha này. Nhưng mà buyback phải chờ bắt ra. Vây cầm lại vào Kezu rồi sao? Kezu thăm bot đi, easy. Tinker đã có cho mình cái EB. Bỏ battle ra rồi. Bug đã xuất hiện. Mà lượng network có thể thấy là tầm 30.000, nó là chuyện bình thường thôi. Lifestealer vẫn chưa xuất hiện. Họ đang cố gắng muốn push. Vacom đặt tường Ice Bath thành công. Mà Kezu hoàn toàn có thể một pha Chrono 2 thành công trước. Nhưng mà có bật cái gọi là cái Crimson God. Tinker đang đã phải buyback ra rồi. Anh Hoàng không cần buyback pha vừa rồi, anh sống lại rất là nhanh. Bây giờ Moshi đang bị gọi là trời GG rồi. GG rồi. Hai một dành cho team Nordic City. Xin chúc mừng Nordic City.